Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Mới đây, kênh Telegram Kremlin Wind dẫn các nguồn tin truyền thông Nga cho biết chiến đấu cơ đa nhiệm Su-30SM của Moscow đã mất tích vào cuối ngày 11 tháng 9 sau khi bắn 4 tên lửa KH-31P vào Ukraine. Theo hạm đội Biển Đen của Nga, chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn đã được tiến hành khẩn trương ngay sau đó. Theo kế hoạch tìm kiếm, các máy bay trực thăng từ căn cứ không quân Kacha bao gồm mẫu Mi-8 và Ka-27 ngay lập tức được điều động để xác định vị trí máy bay mất tích. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã xác định được một vệt dầu đáng kể có đường kính khoảng 3 km tại khu vực tìm kiếm chỉ định. Ngoài ra, các mảnh vỡ được cho là của máy bay bao gồm cả cánh cũng đã được phát hiện. Mặc dù vậy, việc trục vớt mảnh vỡ cho đến nay vẫn không thành công và số phận của chiếc máy bay cũng như phi hành đoàn vẫn chưa có gì là chắc chắn. Chiến đấu cơ mất tích vốn đồn trú tại căn cứ Krimsk ở vùng Krasnodar. Đây là căn cứ mà Nga thường dùng để xuất kích các máy bay chiến đấu làm nhiệm vụ trong và xung quanh Biển Đen. Su-30SM được không quân Nga đưa vào biên chế từ năm 2012 và là một trong những máy bay tiên tiến nhất của Nga. Chiến đấu cơ này được thiết kế cho các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và cũng có thể thực hiện vai trò tấn công mặt đất. Quân đội Ukraine tuyên bố họ đã phá hủy hàng loạt máy bay chiến đấu của Nga trong năm nay. Hồi tháng 6 năm nay, Ukraine công bố bản đồ cho thấy một địa điểm đã xảy ra các cuộc tấn công làm hư hỏng hoặc phá hủy hơn 30 máy bay Nga. Ngày 11 tháng 9, thông báo cập nhật chiến sự của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng tác chiến của quân đội nước này đã gây ra nhiều thương vong, thiệt hại cho Ukraine trên khắp chiến trường ở Donetsk. Trong đó, đáng chú ý nhất là hoạt động của nhóm tác chiến phía Tây, nhóm tác chiến phía Nam và nhóm tác chiến trung tâm. Cụ thể, nhóm tác chiến trung tâm kiểm soát được những vị trí có lợi hơn, không kích vào Ukraine ở gần khu vực Pokrovsk, Luzhensk, Petrovka, Marinovka, Tsukurino và Klebanbik, tỉnh Donetsk. Đồng thời, nhóm này cũng ngăn chặn 3 cuộc phản công của quân đội Ukraine. Hậu quả là khiến cho Ukraine thiệt hại 510 lính, 2 xe bọc thép chở quân, 1 xe chiến đấu bọc thép Kozak, 3 xe cơ giới cùng một số hệ thống pháo như M-Stabe, Gvozdika, D-30. Nhóm tác chiến phía Nam nhận nhiệm vụ tấn công các lữ đoàn Ukraine gần khu định cư Yelizavetovka và Katerinovka, tỉnh Donetsk và đã ngăn chặn được 2 cuộc phản công của Ukraine. Nhóm tác chiến này đã giúp quân đội Nga hạ gục 655 binh lính cùng nhiều hệ thống pháo, xe chiến đấu, xe cơ giới của Ukraine. Còn nhóm tác chiến phía Tây cải thiện vị trí chiến thuật, gây tổn thất cho Ukraine ở gần khu định cư Kolesnikovka và Visnivoy, tỉnh Kharkov và Makhievka, tỉnh Donetsk, khiến Ukraine mất 460 lính, một xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, một số hệ thống pháo do phương Tây sản xuất như Krab, M-198, FN-70 cùng nhiều trang thiết bị quân sự khác. Phó Cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị Quân đội Nga kiêm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, ông Abti Alaudinov cho biết Nga đã phản công dọc theo sườn phải ở Kursk. Theo ông Alaudinov, Nga giành lại 10 khu định cư ở tỉnh này. Trong khi đó, lực lượng Ukraine đang phải chịu tổn thất nặng nề và bắt đầu nhận ra rằng việc giữ vững những gì đã giành được ở đây không phải là điều dễ dàng. Một số blogger quân sự ủng hộ Nga cũng đã đưa tin về cuộc phản công, khớp với thông tin mà ông Alaudinov tuyên bố. Blogger nổi tiếng Yuri Podolyaka cho biết quân đội Nga đã giành lại được một số ngôi làng ở phía tây tỉnh Kursk do Ukraine kiểm soát, đẩy lực lượng Ukraine về phía sông Malaya-Lobnia, phía nam làng Snagos. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra xác nhận rằng Nga đã mở chiến dịch phản công ở Kursk. Hiện tại, phía Ukraine cũng chưa bình luận về thông tin này. Về phần mình, trong tin tức cập nhật chiến sự cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết ở các mặt trận tại Ukraine đã xảy ra 93 cuộc giao tranh. Theo bộ này, Nga đã mở 5 cuộc tấn công bằng tên lửa, 49 cuộc không kích với 59 quả bom lượn, 625 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV, cũng như mở 3.671 cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau vào các vị trí của lực lượng Ukraine. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết chiến sự vẫn diễn ra ở tỉnh Kharkov, Donetsk, trong đó thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk vẫn là nơi giao tranh ác liệt nhất. Cũng trong ngày 11 tháng 9, tại Pokrovsk, quân đội Ukraine đã ngăn chặn 30 cuộc tấn công của Nga tại khu định cư Vozdovizhenka, Jelenipol, Novo-Aleksandrovka, Hrodovka, Novochorsky, Novohrodovka, Selidovo và Mikhailovka. Theo dữ liệu sơ bộ, trong ngày 11 tháng 9, tại khu vực này, quân đội Nga đã thiệt hại 276 lính, 2 xe tăng, 2 hệ thống pháo, 2 xe chiến đấu bọc thép, 7 xe ô tô cùng một số trang thiết bị quân sự khác. Trong phát biểu ngày 11 tháng 9 tại Quốc hội Đức, Thủ tướng Olaf Scholz nói Kiev và các nước phương Tây cần tổ chức hội nghị thượng đỉnh nhằm xem xét có những lựa chọn nào để giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Thủ tướng Đức cho biết, hội nghị hòa bình tiếp theo về xung đột ở Ukraine cần sớm được tổ chức
và lần này Nga sẽ được mời tới tham dự. Ông nói, chúng ta cần một hội nghị hòa bình khác và lần này Nga phải có mặt tại bàn đàm phán. Đó là nhiệm vụ mà chúng ta cần phải giải quyết ngay bây giờ. Theo nhà lãnh đạo Đức, chính quyền Kiev và các nước phương Tây cần nhanh chóng đưa ra những giải pháp để nhằm giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm qua. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, việc kêu gọi tổ chức hội nghị hòa bình không có nghĩa là Berlin sẽ ngừng cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev. Hội nghị đầu tiên về hòa bình Ukraine được diễn ra vào giữa tháng 6 năm nay tại Thụy Sĩ mà không có sự tham gia của Nga. Sự kiện này không mang lại bất kỳ kết quả cụ thể nào khi nhiều quốc gia tham dự từ chối ký vào tuyên bố chung. Nga nói rằng hội nghị tại Thụy Sĩ chỉ tập trung vào công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời tuyên bố chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự cho dù nước chủ nhà có đưa ra lời mời. Cuối tuần trước, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng nói rằng ông mong muốn cuộc xung đột kết thúc vào mùa thu này. Theo ông, để làm được điều đó, NATO phải tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine và gia tăng sức ép để Moscow phải đồng ý với kế hoạch hòa bình của Kiev. Trước đó, Tổng thống Putin khẳng định Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán với Ukraine, nhưng nhấn mạnh các cuộc đàm phán này không thể diễn ra dựa trên những yêu cầu phi thực tế mà phải dựa trên các văn bản đã được nhất trí tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3 năm 2022, thời điểm Moscow và Kiev tổ chức các cuộc đàm phán lần gần nhất. Khi đó, Kiev sẵn sàng tuyên bố trung lập về mặt quân sự, hạn chế lực lượng vũ trang và ngừng phân biệt đối xử với người Nga. Đổi lại, Moscow sẽ cùng các cường quốc hàng đầu khác bảo đảm an ninh cho Ukraine. Tổng thống Putin nói, văn bản này không có hiệu lực chỉ vì Ukraine được yêu cầu không làm như vậy. Giới lãnh đạo ở Mỹ và một số nước châu Âu muốn nhìn thấy thất bại chiến lược của Nga. Ngày 9 tháng 9, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Nga hiện không thấy có các điều kiện thích hợp để bắt đầu đàm phán hòa bình nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine. Ông Peskov cho biết, chúng tôi nghe được nhiều tuyên bố khác nhau từ các nước châu Âu, nhưng chúng tôi không thấy có bất kỳ tuyên bố nào về vấn đề này từ các quốc gia thực sự đang chỉ đạo toàn bộ quá trình này. Năm 1966, những chiếc xe tăng đầu tiên thuộc dòng T-64 bắt đầu được đưa vào sử dụng trong quân đội Liên Xô. Sau khi ra mắt, các sửa đổi T-64A, T-64B và T-64BV đã xuất hiện. Pháo 115mm lắp đặt ban đầu được thay thế bằng loại 125mm, đi kèm với hệ thống kính ngắm được cải thiện. Tiếp theo, vào năm 1985, họ bắt đầu lắp đặt giáp phản ứng nổ Contact 1. Tuy nhiên, cho đến khi ngừng sản xuất hàng loạt vào năm 1987, trái tim của xe tăng T-64 vẫn không thay đổi. Động cơ 5TTF, công suất 700 mã lực được đặt biệt danh là cưa máy vì âm thanh đặc trưng của nó. Tại thời điểm năm 1991, sau khi Liên Xô tan rã, Bộ Quốc phòng Ukraine đã quyết định biến T-64 thành xe tăng chiến đấu chủ lực của họ. Ở Kharkov, họ cố gắng thổi sức sống mới vào những thiết bị vốn đã bắt đầu trở nên lỗi thời và kết quả là phiên bản Bulat BM xuất hiện. Điều thú vị là sau khi bán được một phần đáng kể số T-72 hiện có, lực lượng vũ trang Ukraine lại muốn bắt đầu chuyển giao T-64 ra nước ngoài, nhưng không ghi nhận thành công đáng kể theo hướng này. Kể từ năm 2014, xe tăng T-64 đã tham gia các hoạt động tác chiến ở Donbass. Sau những trận chiến quyết liệt, ước tính có tới 200 phương tiện bị mất trong các tình huống khác nhau. Khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Nga, khoảng 770 đơn vị T-64 đã được đưa vào hoạt động. Mặc dù đã lắp đặt một số thiết bị hiện đại như kính ngắm ảnh nhiệt, hệ thống liên lạc vệ tinh trên một số xe tăng, nhưng chúng vẫn lạc hậu, chủ yếu về mặt giáp. Theo một số ước tính, hiện nay có khoảng 300 chiếc như vậy đang phục vụ trong biên chế lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, không phải tất cả những chiếc T-64 đều hoạt động bình thường và nếu cố gắng sử dụng trong những trận giao tranh ác liệt, nguy cơ Kiev không còn chiếc T-64 nào là điều được nhắc tới.